Mỹ điều hàng chục xe tăng hiện đại nhất đến sát nách Nga Nga tạm thời rút lui khỏi hiệp định với Mỹ về cắt giảm vũ khí hạt nhân Trung Quốc, Thái Lan sắp diễn tập không quân Trung Quốc nói Nhật Bản đạo đức giả về vấn đề hạt nhân FBI khám xét bất ngờ resort của ông Trump mở cả két an toàn Tỉnh cực đông Canada ban bố tình trạng khẩn cấp Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 10% thông tin của 66 triệu người Việt đang bị chia sẻ trên mạng. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 9 tháng 8 của DKN TV. Sức mạnh của biến thể xe tăng hiện đại nhất Mỹ đều đến sát nách Nga. Thưa quý vị, quân đội Mỹ gần đây đã triển khai hàng chục xe tăng M1A2 xếp V3 tới Ba Lan để giúp đỡ các quốc gia đồng minh và đối tác ở châu Âu. Trang Defense Blog dẫn thông báo từ lục quân Mỹ nêu rõ, sự xuất hiện của những chiếc xe tăng M1A2 xếp V3 ở Ba Lan sẽ giúp nhóm tác chiến thuộc lữ đoàn số 3 Mỹ cùng quân đội các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tạo ra những lực lượng sẵn sàng tác chiến. Đây là loại xe tăng chủ lực được Mỹ đưa vào biên chế trong quân đội từ tháng 12 năm 2015. Loại khí tài này được phát triển từ biến thể xe tăng M1A2 SEP với những cải tiến hiện đại về hệ thống điều khiển hỏa lực, giáp phản ứng nổ, động cơ, thiết bị vô tuyến liên lạc và hệ thống nạp đạn tự động. M1A2 SEP V3 dài 9,77 m tính cả nòng pháo, rộng 3,7 m, cao 2,4 m và nặng khoảng 63 tấn. Kíp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, lái xe, xạ thủ và binh sĩ phụ trách nạp đạn. Loại xe tăng này được trang bị động cơ tua bin khí Honeywell AGT 1500 có công suất 1.500 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 68 km h trên địa hình bằng phẳng với phạm vi hoạt động lên tới 425 km. Vũ khí chính của xe tăng là pháo nòng trơn M256 cỡ 120mm, có thể bắn đạn động năng tiên tiến M829A4 và đạn đa nhiệm AMP. Ngoài ra, xe cũng được lắp súng máy đồng trục dùng cỡ đạn 7,62 x 51mm NATO và một súng máy cỡ nòng 12,7mm trên tháp pháo để chống lại bộ binh đối phương. Theo trang Army Technology, M1A2 zv 3 được trang bị hệ thống hồng ngoại quan sát phía trước cải tiến Iflir có khả năng xác định mục tiêu tốt hơn các hệ thống đời cũ nhằm chống lại sức công phá từ các loại mìn hoặc thiết bị nổ tự chế kích hoạt từ xa và bảo vệ an toàn cho kíp lái xe tăng. Các nhà khoa học quân sự Mỹ đã cho lắp hệ thống tác chiến điện tử Crew Duke V3 cùng các tấm giáp phản ứng nổ ngoài thân xe. Đồng thời, mỗi mặt tháp pháo của loại xe tăng này được lắp 6 ống phóng liệu đạn khói M250 để giảm thiểu nguy cơ xe tăng bị binh sĩ đối phương dùng các loại tên lửa điều khiển laser bán tự động tấn công. Nga tạm thời rút lui khỏi hiệp định với Mỹ về cắt giảm vũ khí hạt nhân. Theo Washington Examiner, Bộ Ngoại giao Nga hôm 8 tháng 8 loan báo, nước này tạm thời rút lui khỏi các biện pháp giảm và giới hạn hơn nữa các vũ khí tấn công chiến lược, được biết đến với tên gọi Hiệp định START mới. Hiệp định này nhằm giới hạn vũ khí hạt nhân của cả Mỹ và Nga. Nga nói rằng họ phải tạm thời đình chỉ các hoạt động giám sát hạt nhân vì khó khăn gặp phải do các chế tài của phương Tây đã đang áp lên Moscow từ khi bùng nổ chiến tranh Ukraine. Nga lý giải rằng các chế tài gây khó cho đội ngũ giám sát của Nga xin thị thực và di chuyển tới Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga trong tuyên bố phát đi hôm 8 tháng 8 cho hay, Mục tiêu của chúng tôi là xóa bỏ tình huống chưa từng có tiền lệ như vậy và bảo đảm rằng tất cả các cơ chế START phải hoạt động nghiêm ngặt phù hợp với các nguyên tắc về bình đẳng và công bằng giữa các bên, như đã được đề cập đến khi hai nước đồng ý ký hiệp định và khi hiệp định này đi vào thực thi. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nói thêm, Bây giờ các nguyên tắc này không được duy trì. Vì các biện pháp hạn chế đơn phương chống lại Nga theo đề xuất của Washington, nên tuyến đường hàng không bình thường giữa Nga và Mỹ đã bị gián đoạn, và các quốc gia đối tác và đồng minh của Mỹ đã đóng không phận đối với các máy bay Nga, chở đội ngũ giám sát viên nước này tới các địa điểm có thể nhập cảnh vào lãnh thổ Mỹ. Hiệp định START mới được Mỹ và Nga ký vào năm 2010 là bản cập nhật của Hiệp định START 1. Hiệp định START mới quy định rằng Nga và Mỹ phải cắt giảm đầu đạn hạt nhân và khả năng tên lửa đạn đạo của mỗi nước, đồng thời cho phép giám sát tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và các căn cứ không quân của nhau. Theo tờ Medusa, phía Nga cũng viện dẫn đại dịch COVID-19 là một trong các lý do khiến họ phải tạm thời rút lui khỏi hiệp định START mới. Các hoạt động giám sát hạt nhân đã phải tạm dừng trong năm 2020 do đại dịch và vẫn chưa được nối lại. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh rằng họ rất mong muốn khôi phục các hoạt động giám sát khi các vấn đề đang bị đình trệ được giải quyết ổn thỏa và rằng việc rút lui này chỉ là biện pháp tạm thời. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã cảnh báo rằng không bao giờ nên để xảy ra chiến tranh hạt nhân bởi vì cuộc chiến này sẽ không đem lại chiến thắng cho bất kỳ bên nào theo hãng tin Tass. Cũng trong bài phát biểu này, ông Putin đã nói Nga vẫn cam kết cắt giảm và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Chuyển sang diễn biến tại châu Á, Thưa quý vị, Trung Quốc và Thái Lan sẽ tổ chức diễn tập không quân Falcon Strike trong vài ngày tới. Theo Reuters, không quân Thái Lan cho biết cuộc diễn tập Falcon Strike 2022 sẽ diễn ra tại căn cứ ở tỉnh Udon Thani, đông bắc đất nước từ ngày 14 đến 25 tháng 8. Đây là cuộc diễn tập không quân thường niên được Thái Lan và Trung Quốc tổ chức lần đầu năm 2015, nhưng bị hủy trong năm 2020-2021 do ảnh hưởng của COVID-19. Nguồn tin giấu tên trong không quân Thái Lan cho biết, nước này sẽ không sử dụng tiêm kích F16 mà triển khai phi đội chiến đấu cơ JAS 39 Gripen và máy bay cảnh báo sớm Saab 340 của Thụy Điển cùng cường kích hạng nhẹ Alpha Jet do Đức chế tạo. Trung Quốc dự kiến điều 6 tiêm kích hạng nhẹ J-10C và tiêm kích bom JH-7AI và một máy bay cảnh báo sớm KJ-500 tham gia diễn tập. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Thái Lan là đồng minh lâu đời của Mỹ tại châu Á, nhưng quan hệ song phương trở nên phức tạp sau cuộc đảo chính hồi năm 2014. Thái Lan cũng đang tìm cách củng cố quan hệ với Trung Quốc, trong đó Bangkok đã ký nhiều hợp đồng mua sắm quốc phòng lớn với Bắc Kinh. Đại tá Lee Trung Hoa, một trong những phi công dày dạn kinh nghiệm nhất không quân Trung Quốc, hồi năm 2020 thừa nhận tiêm kích nước này từng liên tiếp thua chiến đấu cơ Thái Lan trong đợt diễn tập Falcon Strike 2015 vì chiến thuật cũ, phi công thiếu kinh nghiệm. Trung Quốc khi đó triển khai tiêm kích hạng nặng Su-27SK và bản nhái J-11A do nước này tự chế tạo. Thái Lan sử dụng 12 tiêm kích hạng nhẹ jas 39 cd Gripen tham gia diễn tập và đối đầu với các chiến đấu cơ Trung Quốc trong những màn không chiến giả định. Không quân Trung Quốc áp đảo đối phương khi bắn hạ 25 chiếc Gripen và chỉ mất một tiêm kích Su-27SK trong hai ngày đầu diễn tập nội dung cận chiến. Tuy nhiên, tình thế đảo ngược hoàn toàn trong 4 ngày còn lại của đợt diễn tập khi chuyển sang nội dung tác chiến tầm xa và bảo vệ mục tiêu cố định, trong đó không quân Thái Lan giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 41-9. Với những trận không chiến quy mô lớn, tiêm kích JAS-39 có thể hạ mục tiêu được chiến đấu cơ J-11A và Su-27SK Trung Quốc bảo vệ. Máy bay Trung Quốc lại gặp nhiều khó khăn và gần như không thể xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của phi đội Thái Lan. Không quân Trung Quốc đạt kết quả tốt hơn trong những đợt diễn tập sau đó nhờ triển khai tiêm kích hạng nhẹ J-10AC thay cho phi đội J-11A. Trung Quốc nói Nhật Bản đạo đức giả về vấn đề hạt nhân Thưa quý vị, hãng tin Kyodo đưa tin, ngày 8 tháng 8, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói tại một cuộc họp báo rằng Nhật Bản đạo đức giả về vấn đề vũ khí hạt nhân là đất nước duy nhất hứng đòn tấn công hạt nhân, Nhật Bản từ lâu đã tự coi mình là học trò kiểu mẫu trong lĩnh vực giải trừ hạt nhân quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời ủng hộ tạo lập một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhưng trên thực tế, Nhật Bản luôn sử dụng chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Theo ông, một số chính trị gia Nhật Bản còn kêu gọi cùng sử dụng vũ khí hạt nhân với Mỹ. Ông Bân kêu gọi Nhật Bản đóng góp vào sự nghiệp đạt tới thế giới không có vũ khí hạt nhân thông qua hành động thiết thực. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngày càng có nhiều mối đe dọa pháp lý phức tạp đang bao vây cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và những phụ tá thân thiết của ông, mới đây vừa có thông tin FBI khám xét bất ngờ resort của ông Trump mở cả két an toàn. Cựu tổng thống Mỹ đã xác nhận với đài CNN rằng FBI đã thực hiện lệnh khám xét tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida. Ông Trump từ chối cho biết lý do các đặc vụ của cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI lại có mặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nhưng nói rằng cuộc khám xét là bất ngờ, không được thông báo trước và họ thậm chí còn mở cả két an toàn của tôi. Ông Trump nói trong một tuyên bố, ngôi nhà xinh đẹp của tôi, Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, hiện đang bị bao vây, đột kích và chiếm đóng bởi một nhóm lớn các đặc vụ FBI. Ông Trump phát biểu đầy bất bình, chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với một tổng thống Mỹ trước đây. Ông Trump khẳng định ông đã làm việc và hợp tác với các cơ quan chính quyền có liên quan trong các vụ việc nên vụ khám xét nhà không báo trước mà FBI tiến hành là không cần thiết và không thích hợp. Theo CNN, ông Trump không có mặt ở Florida vào thời điểm FBI khám nhà, Bộ Tư pháp và Nhà Trắng từ chối bình luận về sự việc. Theo CNN, một nguồn thạo tin cho biết FBI bắt đầu khám xét nhà ông Trump vào sáng ngày 8 tháng 8 và các đặc vụ tập trung vào các khu vực văn phòng làm việc và khu riêng của ông Trump. Trong khi đó, nguồn tin của báo The Guardian lại cho rằng FBI thực hiện lệnh khám xét vào khoảng 18 giờ theo giờ địa phương ngày 8 tháng 8, tức khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Vụ việc có vẻ có liên quan đến cuộc điều tra về việc ông Trump mang theo một cách bất hợp pháp các tài liệu của Nhà Trắng đến Mar-a-Lago sau nhiệm kỳ tổng thống của ông. Theo hãng tin Reuters, một nguồn tin nội bộ cho biết vào tháng 4 năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra ở giai đoạn đầu về việc ông Trump đưa các tài liệu chính thức liên quan đến tổng thống đến resort của mình ở Florida. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, ông Trump lần đầu trở lại thủ đô Washington sau khi rời nhà trắng 18 tháng trước với bài phát biểu ngụ ý ông có thể tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Trong khi đó, tại Canada, các quan chức tỉnh cực đông của nước này vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ qua đang diễn ra trong khu vực. Guardian đưa tin, những đám cháy lớn thiêu dụi hàng nghìn hecta rừng ở tỉnh Newfoundland và Labrador trong hai tuần qua và hiện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Thủ hiến Andrew Forey hôm 6 tháng 8 cho biết, trong 36 giờ qua, mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi đã dự đoán rằng có thể kiểm soát được ngọn lửa. Tuy nhiên, với sự thay đổi của gió, chúng tôi e rằng khói sẽ có tác động đáng kể đến nỗ lực chữa cháy. Đây là tình trạng mang tới động lực để nhanh chóng dập tắt đám cháy, nhưng chúng tôi không thể đợi đến phút cuối cùng. Chúng tôi phải hành động ngay bây giờ. Ông Fury cho biết chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp không phải để tạo ra hoảng loạn, mà để bảo đảm tỉnh có thể kiểm soát tốt hơn tình hình vốn đang thay đổi nhanh chóng. Hỏa hoạn diễn ra trong gần 2 tuần qua ở trung tâm Newfoundland. Đám cháy gần hồ Paradise ước tính rộng hơn 6.500 ha và đám cháy gần vịnh Diaspora rộng hơn 5.000 ha. Các đám cháy rừng lớn xảy ra tương đối hiếm ở tỉnh này. Tuy nhiên, mùa hè khô hạn, nắng nóng gai gắt đã khiến những khu rừng trở nên mỏng manh trước những ngọn lửa khổng lồ và lan nhanh. Ông Craig Cody, chỉ huy Sở sự cố tài nguyên thiên nhiên, dự đoán đám cháy có thể tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới. Ông cho rằng do lớn và độ ẩm thấp là nguyên nhân khiến ngọn lửa tiếp tục được duy trì. Ông đi cho biết, nếu máy bay cứu hỏa không thể nhìn thấy đám cháy và khói quá nhiều, các máy bay này sẽ gặp nguy hiểm khi hoạt động. Ông nói và cho biết thêm rằng chất lượng không khí kém cũng là vấn đề lớn nhất đối với cư dân gần đó. Tỉnh vẫn chưa ra lệnh sơ tán, nhưng các quan chức cho biết họ chuẩn bị ra lệnh cho người dân rời khỏi những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tỉnh cũng mở rộng lệnh cấm đốt lửa ngoài trời. Hiện tỉnh này cấm đốt lửa trong phạm vi 300 m đất rừng. Bước đi này là cần thiết để giúp giảm thiểu khả năng các đám cháy mới được tạo ra do vô tình hoặc do sơ xuất. Ông Derek Brad, người đứng đầu cơ quan quản lý ngư nghiệp, lâm nghiệp và nông nghiệp của tỉnh cho biết, đêm qua tôi thấy hai người ném tàn thuốc và tôi nghĩ đó là hành động hoàn toàn điên rồ. Đó là hành động liều lĩnh và chúng ta không nên làm vậy. Chuyển sang phần tin trong nước. Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống Chính phủ vừa ban hành nghị định số 51 sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế xuất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha trì từ 20% xuống 10%. Đây là mức điều chỉnh tăng thêm so với đề xuất trước đó là 8%. Theo Bộ Tài chính, so với nhiều nước, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của nước ta hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu ở nhiều nước hiện nay chủ yếu trong khoảng 40 đến 55% đối với xăng và 35 đến 50% đối với dầu, ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thì có tỷ trọng thấp hơn. Trong khi đó, ở nước ta, với mức thuế bảo vệ môi trường đang được giảm về mức sàn thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu vào khoảng 19,39% đối với xăng E5 RON 92, 21,95% đối với xăng RON 95 và khoảng 11,05% đối với dầu diesel. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng xăng dầu của nước ta là 475,26 triệu đô la. Trong đó, nhập khẩu từ các nước có ký kết hiệp định FTA với nước ta là 474,1 triệu đô la, chiếm 99,7% và trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng xăng là 826,53 triệu đô la, cơ bản cũng được nhập khẩu từ các nước có ký kết hiệp định FTA với nước ta. Thông tin của 66 triệu người Việt đang bị chia sẻ trên mạng. Theo thống kê được đưa ra trong báo cáo của Bộ Công an gửi các đại biểu Quốc hội, dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Hiện dân số nước ta là hơn 99 triệu người, vì vậy con số này tương đương với trên 66 triệu người đang bị chia sẻ dữ liệu cá nhân. Bộ Công an nhận định tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng, trong khi người sử dụng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, đăng tải công khai hoặc lộ trong quá trình chuyển giao, lưu trữ, trao đổi phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc do biện pháp bảo vệ không tương xứng. Việc này dẫn tới dữ liệu bị chiếm đoạt và đăng tải công khai. Ngoài ra, tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân đang diễn ra phổ biến, công khai với các dữ liệu thô và dữ liệu cá nhân đã qua xử lý, nhiều hành vi chưa được xử lý vì thiếu quy định của pháp luật về cách thức các doanh nghiệp công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng, cho phép các đối tác thứ ba tiếp cận thông tin dữ liệu cá nhân nhưng không có yêu cầu quy định chặt chẽ để đối tác thứ ba chuyển giao buôn bán cho các đối tác khác. Ngoài ra, doanh nghiệp còn chủ động thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, hình thành kho dữ liệu cá nhân, phân tích xử lý các loại dữ liệu đó để tiến hành kinh doanh buôn bán. Nhiều dữ liệu bị giao bán công khai trong thời gian dài với số lượng lớn trên không gian mạng thông qua các website, tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội, diễn đàn tin tặc. Bộ Công an cũng cảnh báo việc xuất hiện một số công ty được thành lập mới, đầu tư xây dựng vận hành các hệ thống kỹ thuật chuyên thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để kinh doanh thu lợi nhuận, xây dựng các phần mềm chuyên thu thập thông tin cá nhân. Bộ Công an lấy dẫn chứng về việc dữ liệu cá nhân bị khai thác trong trường hợp các cá nhân tổ chức trên toàn quốc đã sử dụng dịch vụ điện lực của EVN, thông tin phụ huynh học sinh tại các trường trên cả nước, thông tin khách hàng của các ngân hàng BIDV, Techcombank, VPBank, Agribank. Ngoài ra, nhiều dữ liệu thông tin người dùng bị khai thác khi sử dụng dịch vụ viễn thông, thuê bao điện thoại của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, thông tin khách hàng tại các dự án bất động sản trên toàn quốc, khách hàng điện máy tại 63 tỉnh thành toàn quốc thông tin của khách hàng VIP, khách hàng đầu tư tài chính, chứng khoán, khách hàng các ngành spa, nhà khoa, thời trang, thẩm mỹ viện. Tìm kiếm tàu cá cùng 5 ngư dân mất liên lạc trên biển Sáng mùng 9 tháng 8, đồn biên phòng Cửa Sót, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng để tìm kiếm 5 ngư dân cùng chiếc tàu bị mất liên lạc trên biển. Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 8, đồn biên phòng cửa sót nhận được tin báo tàu đánh cá số hiệu HT20408TS do ông Nguyễn Văn Hải trú tại thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, làm chủ bị hỏng máy và mất liên lạc với đất liền. Theo nguồn tin báo, thời điểm tàu HT20408TS bị mất liên lạc, trên tàu có 4 người đàn ông và một phụ nữ. Những người này ra biển đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 8. Đến chiều mùng 8 tháng 8, khi tàu đang trên đường di chuyển vào đất liền và cách vùng biển Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý, tức 37 km, thì bị hỏng máy giữa vùng biển có sóng to, gió lớn. Sau khi nhận báo cáo từ đồn biên phòng cửa sót, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động tàu của Hải đội 2 ra biển để ứng cứu tàu cá gặp sự cố. Trung tá Nguyễn Phú Phong, đồn trưởng đồn biên phòng cửa sót cho biết, do thời tiết xấu, sóng lớn nên tàu cứu hộ không thể ra khơi. Hiện vẫn chưa liên lạc được với các ngư dân trên tàu cá việc liên lạc với các tàu đánh bắt lân cận để nhờ tiếp ứng cũng không thực hiện được. Trên tàu có hai người sử dụng điện thoại, nhưng có thể do hết pin nên đến nay vẫn chưa liên lạc được. Sáng nay ngày 9 tháng 8, các lực lượng sẽ tiếp tục điều động tàu thuyền ra khu vực phương tiện mất liên lạc để tìm kiếm, hỗ trợ ngư dân vào bờ. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, liên tục đổi hướng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm mùng 9 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Ngày và đêm nay, áp thấp đi theo hướng bắc đông bắc, sau có khả năng đổi hướng bắc tây bắc với vận tốc 10 km/h và khả năng mạnh lên thành bão. Dạng sáng ngày 10 tháng 8, tâm bão cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 110 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, hình thái này tiếp tục đổi hướng theo Tây Bắc, tăng tốc lên 10-15 km h Dạng sáng ngày 11 tháng 8, tâm bão nằm trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất duy trì cấp 8. Sau thời điểm áp sát đất liền, bão giữ vận tốc nhưng đi trách theo Tây Tây Bắc và khả năng suy yếu dần. Bản đồ dự báo cho thấy dạng sáng ngày 12 tháng 8, bão suy yếu thành một cơn áp thấp trên đất liền Đông Bắc Bộ. Dù vậy, vùng ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão rộng khắp miền Bắc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản có dự báo tương tự khi cho rằng, sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, hình thái duy trì sức gió mạnh nhất cấp 8 trong hai ngày mùng 9 mùng 10 tháng 8 và không có khả năng mạnh thêm. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Zepchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo